Sản văn địch hóa cái sát phạt quyết đoán gây nội dung vỡ kịch hướng Thời không vì không chỉ một nữ chủ ô lâm thanh huyền xuyên qua trọng thương sắp chết tiểu tông chủ trên người Nguyên chủ tân hôn kiều thê còn chưa động phòng Năm ngày sau cường địch lại sắp tới Chúc mừng chủ ký sinh thức tỉnh hai vạn giới đưa lên hệ thống Thu được đem vật phẩm đưa lên chư thiên vạn giới bồi dưỡng phát dục năng lực Phát hiện thả Đậu nành thông thường thả xuống bắt đầu Sau khi thả xuống một canh giờ đậu tương nhỏ bị một con cốc vàng ba chân ăn thịt cốc vàng ba chân bắt đầu điên cuồng đánh rắm trùng hợp bị diều hâu trên không nhìn thấy diều hâu ăn thịt cốc vàng sau đó trúng độc rơi xuống vực sâu bị một con rết trăm năm ăn thịt sau khi thả xuống trăm năm đậu tương nhỏ tiến hóa thành nội đang trong cơ thể con rết thả xuống ngàn năm sau ngô công trở thành ngô công vương làm hòa một phương bị tu sĩ chính đạo giết chết nội đang bị lấy đi rơi vào tay luyện đan đại tông sư thiên diễn đạo nhân. Đưa lên ba ngàn năm sau. Thiên diễn đạo nhân trở thành thiên diễn đan thánh, hao phí rất nhiều linh dược đem ngô công nội đang luyện thành cực phẩm bảo dược vàng độc bất xâm tạo hóa đan. Ngay tại thiên diễn đạo nhân mở lò lấy dược lúc, lại phát hiện bảo dược không cánh mà bay. Thả xuống hoàn thành, có triệu hồi hay không? Triệu hồi. Tạo hóa đang ăn vào, trọng thương khỏi hẳn, thực lực tăng nhiều, ngồi chờ cường địch đưa lên vạn năm trước, đại lão thấy ta gọi lão tổ. Thả tảng đá, đã tiến hóa thành cực phẩm linh thạch có hay không triệu hồi. Đưa lên hoàng giai công pháp, đã bị đại năng cải tiến thành thiên giai công pháp có hay không triệu hồi. Thả gà rơm, đã ở hồng hoang tiến hóa thành chân phượng có triệu hồi hay không. Thả linh hỏa, đã tại đấu khí đại lục tiến hóa thành hư vô thôn viêm có hay không triệu hồi. Giới thiệu vắng tắt vô lực, mời xem chính văn. Chương 1 phu nhân ta liền thu nhận, bắt đầu đưa lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Nhà chỉ có bốn bức tường. Không tồn tại, khoảng không qua đều có thể đưa lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Đưa lên nồi sắt lớn, thu hoạch một nồi đan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Người ban phái ở đâu? Chỉ một phương hướng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Thường cổ đột phá đan, ngươi gọi đây là tiểu phá đan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bán cái đang dược thuận tiện lừa gạt tương lai kiếm tiên làm tiểu đệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Kiếm tiên tiểu đệ tới tay, Linh Nhi nếu không thì ngươi đổi giọng A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đưa lên hoàng giai mãn ngư quyền, triệu hồi địa giai đỉnh phong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tông chủ Kakata ca mới 12 tuổi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Không có linh thạch tu luyện. Đưa lên tảng đá đến viễn cổ thử xem. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.